Tuấn Anh sút ngay, tuyệt vời! Bàn thắng đầu tiên của Nguyễn Tuấn Anh trong mùa giải này, và nó là một bàn thắng rất đẹp, và đặc biệt hơn nó đến ở thời điểm mà anh Gia Lai đang gặp rất nhiều khó khăn, rất quan trọng đối với Tuấn Anh và rất quan trọng với Hoàng Gia Lai. Có lẽ là không chỉ ở mùa giải này, không chỉ ở trận đấu này mà còn cả mùa giải này nữa. Tuấn Anh ghi bàn không nhiều cho Hoàng Gia Lai, nhưng những bàn thắng của anh thường đến ở những thời điểm mà Hoàng Gia Lai rất cần, và đó đều là những tình huống dứt điểm kỹ thuật. Một tình huống mà đường truyền thuận lợi của Văn Toàn đã tạo cho Tuấn Anh cơ hội để có thể thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc về phía góc xa. Mọi thứ đều hoàn hảo, pha nhả bóng hợp lý và vừa tầm của Văn Toàn, sự lựa chọn của Tuấn Anh với việc miết lòng và đưa trái bóng cuộn về phía góc xa cũng là rất chính xác. UE đang cần có bàn thắng, tuy nhiên đội Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ trên sân nhà, và đội Việt Nam này đang chơi hơn người. Những pha tranh chấp có thể nói là xuất sắc của Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh, quá tuyệt vời. Người mà Tuấn Anh đã hơn một lần vượt qua trong tình huống vừa rồi là Abdurrahman. Và sau trận pha tranh chấp có phần quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ đối phương, Tuấn Anh đã bị đau. Tuấn Anh thường được coi là cầu thủ có đôi chân pha lê, đẹp nhưng mong manh và hay bị chấn thương. Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm anh đã vững vàng, cứng cáp hơn rất nhiều. Người ta cũng dành thuật ngữ đôi chân pha lê để nói về Robben, từng là học trò cưng của ông Van Marwijk. Robben trong giai đoạn chơi cho Bayern Munich đã được sự trợ giúp của bác sĩ đội tuyển Đức là Müller Wundt. Chắc chắn là bài học của năm 2019 sẽ cho những cầu thủ của Anh Gia Lai rất nhiều kinh nghiệm. Họ đã từng dẫn trước Quảng Nam với tỷ số 1-0, nhưng cuối cùng thì thua ngược 2-1. Tuấn Anh, và khiến cho Trevor Watt không thể có được một pha dứt điểm. Pha xử lý rất hay của Tuấn Anh, và ngay lập tức cầu thủ mà số 11 đã bị phạm lỗi. Bình tĩnh mà chơi, bình tĩnh mà chơi, nhắc 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 nào. Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương và ngay lập tức cho thấy đẳng cấp của mình. Những pha xử lý bóng thanh thoát thường thấy của cầu thủ mà áo số 11. Cho đến lúc này thì trận đấu giữa hai đội Malaysia và Thái Lan đã kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số hiệp 1 là 1-1. Để có thể đến được với World Cup, một nền bóng đá đang còn có nhiều khó khăn và ở tầm mới phát triển như... Và Hoàng Gia Lai đang hướng đến chiến thắng với khoảng cách tương đối an toàn là 2 bàn thắng. Bình Vương giữ bóng rất chắc. Tuấn Anh, Nguyễn Văn Anh là cầu thủ chuẩn bị được huấn luyện viên Lê Tiêu Hùng tung vào sân ở những phút thi đấu tiếp theo. Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Nguyễn Tuấn Anh rất bất ngờ khi bàn thắng vừa rồi của Tuấn Anh mới là bàn thắng thứ 3 của Tuấn Anh ghi được cho Hoàng Gia Lai. Minh Vương, vẫn là Tuấn Anh. Các cầu thủ Hoàng Gia Lai chủ động pressing ngay ở phần sân đối phương và họ giành được bóng. Bảo Toàn, Tuấn Anh rất kỹ thuật. Anbalusi, Youssef Jabeur, sẽ là một trong những điểm nhấn ở những tình huống bóng bổng. Không có Damir Milovic
Hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi vô cùng chuyền choạc tại vòng loại cúp quốc gia. Hai đội tích cực tranh chấp và tốc độ vận chuyển của trái bóng ở những phút vừa qua của hiệp 1 là tương đối cao. Và tranh chấp là của Tuấn Anh. Pha xử lý không thành công của Khắc Ngọc, tân binh của câu lạc bộ Viettel. Ngay lập tức thì Tuấn Anh đã cho thấy được giá trị của mình với một pha xử lý bóng rất khéo léo. Những tình huống xử lý bóng có thể coi là thương hiệu của Tuấn Anh. Đúng. Hùng Dũng rất nhanh đã lấy lại được bóng. Tuấn Anh. Việt Nam Golden Star. Đường truyền không quá khó đối với Tuấn Ngọc Hải. UE đang chơi theo cách cầu Âu. Có lẽ họ chỉ có thể tạo ra những pha nguy hiểm nếu chúng ta mắc sai lầm. Nếu như có thêm một bàn thắng nữa thì Ri Mario sẽ lần thứ hai lập hat-trick vào lưới của đội bóng cũ. Đường truyền vừa rồi của Tuấn Anh không tốt, nhưng anh đã giành lại bóng một cách rất kỹ thuật trong chân của anh Hùng. Lưới Xuân Trường. Tuấn Anh. Đó là một tình huống mà Tuấn Anh xử lý bóng lỗi và sau đó cố gắng ôm trái bóng lại để ngăn chặn một tình huống phản công. Và anh đã phải nhận chiếc thẻ vàng của trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Một pha xử lý lỗi của Tuấn Anh và nó khiến anh phải sử dụng tiểu xảo để ngăn cản một tình huống phản công của Quảng Nam.